Vì vậy người niệm đến ân đức của Như Đan thì người đó sẽ được tự tại, sẽ có cái uy lực, sẽ được cái sự hộ trì đó. Vậy thì mình cũng nên niệm ân đức Phật trong cái cuộc sống hàng ngày này. Và khi mà niệm ân đức Phật thì nó sẽ có rất là nhiều những cái đại thiện tâm, những cái tâm đại thiện nó sẽ sinh khởi trong cái lúc mình niệm ân đức Phật. Và những cái tâm đại thiện đấy, nếu mình niệm ân đức Phật đúng thì nó sẽ đi kèm với cái trí tuệ nữa, tức là đại thiện tâm hợp với trí tuệ. Thì những cái công đức niệm Phật này nó rất là thù thắng, nó có thể trổ quả ngay trong hiện tại, trổ quả ngay trong hiện tại. Hơn nữa là một người niệm ân đức Phật thì mình luôn luôn có cái tâm hoan hỷ, tức là nó cũng làm cho mình có cái cuộc sống luôn luôn, cái cuộc sống tự tại nó sẽ an lạc hơn. Nhưng là nó sẽ giảm bớt những cái sầu bi khổ ưu não. Thì là khi một người mình tưởng nhớ đến đức Phật là một người con Phật thì mình sẽ có cái tâm hoan hỷ, cái hỷ lạc nó sinh khởi. Đấy, cái này cái thời đức Phật có những cái người mà niệm ân đức Phật mà cái tâm hoan hỷ đến mức độ mà cái thân này nó sẽ nhẹ nhàng, và vì đó có thể đi trên mặt nước, hoặc có những người có thể đi trên hư không được. Cũng đấy là có cái sự oai đức, có cái tâm hoan hỷ, mà cái tâm hoan hỷ nó mạnh mẽ đến cái mức mà làm cho cái vị đó không còn cảm nhận được cái sự nặng nề của cái thân tứ đại này nữa. Và vì đó như thời đức Phật có một vị cư sĩ từ xa, khi mà nghe đến cái tên của đức Phật, tức là chỉ nghe đồn rằng có Sa Môn Thích Tử thuộc dòng tộc Thích Ca đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình và tu thành chánh quả, ngài là một bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Thì cái vị này chỉ nghe đến cái tên đức Phật Buddha thôi, nghe đến cái từ Buddha, vị này đã có một cái tâm rất là hoan hỷ khởi lên. Cái tâm hoan hỷ đó khởi lên và vị này muốn đi tìm để gặp, để yết kiến đức Phật ngay lập tức, ngay trong ngày hôm đấy. Và khi này vị này cứ khởi hành đi đến nơi đức Phật cư trú thì phải đi từ sáng đến tối, thì đến bờ sông Hằng. Và lúc này lái đò đã nghỉ, tức là không còn cái chuyến đò nào đi qua sông. Nhưng vị này quyết định không muốn chờ, về cái tâm nôn nóng, cái tâm hồi hộp, cái tâm hân hoan là muốn gặp đức Phật, muốn được yết kiến Đức Thế Tôn càng sớm càng tốt. Vị ấy đã đi trên mặt nước, và khi vừa đi thì cái tâm của vị đó cứ tưởng nhớ đến đức Phật. Khi mà tưởng nhớ đến đức Phật thì cái thân không chìm xuống nước, và vị đó có thể đi ở trên mặt nước. Khi ra đến giữa sông, gặp cái lúc mà cái cơn sóng nó rất là lớn, vị đó có một chút dao động về tâm, thì lúc đấy cái thân nó từ từ nó chìm xuống. Nhưng mà cái lúc đấy vị đó lại gạt bỏ cái nỗi lo sợ đi, và nhất tâm tưởng nhớ đến đức Phật, thì lập tức thì cái thân nó lại nhẹ nhàng lên, và vị đó có thể đi trên mặt nước đến yết kiến đức Phật và hành lễ đức Phật. Đấy là cái sự hoan hỷ. Cái một cái người niệm Phật nó luôn có cái sự hoan hỷ, bởi vì cái tâm mà hoan hỷ thì cái thân nó khinh an, nó nhẹ nhàng. Cái thân khinh an nhẹ nhàng thì nó an lạc, nó có cái sự an lạc thì nó sẽ đạt được cái sự định tĩnh. Và cái người mà có cái tâm loạn động nhiều, mình cảm thấy khó khăn nhiếp tâm, thì mình nên áp dụng thêm một cái pháp, đó là niệm ân đức Phật, để cho cái tâm của mình an tịnh lại. Sau đó mình sẽ thực hành cái thiền niệm hơi thở. Cái thiền niệm hơi thở nó rất là vi tế, nó rất là an tịnh. Chỉ những người phải có cái tăng thượng tâm, có cái tâm mà mong cầu cái sự giải thoát mạnh mẽ, thì cái người đó hành thiền hơi thở lại có cái sự dễ dàng. Còn nếu mà cái người mà mình cái đức tin của mình nó chưa được mạnh mẽ, thì mình thực hành những cái pháp thiền cao, những cái pháp thiền thâm sâu nó sẽ hơi khó khăn. Vì vậy nên mình thực hành được cái pháp môn niệm ân đức Phật, đấy là mình sẽ làm cho cái đức tin của mình nơi đức Phật được mạnh mẽ hơn. Và trong rất là nhiều những cái căn cơ của những hành giả thực hành pháp, thì có những người có cái căn cơ thuộc về đức tin, nhưng mà cũng có những người có đức tin thì nó đi kèm với trí tuệ. Có những người có đức tin thì nó lại không có được đi kèm với trí tuệ. Người mà cái đức tin của mình không đi kèm trí tuệ thì cái tâm mình rất là dễ bị dao động.
Tức là mình thấy ai nói là mình dễ dàng đi theo và mình dễ dàng đi theo những cái sai thì nó trở thành mê tín. Và một người có cái tâm, cái đức tin đấy mà là một cái đức tin nó có kết hợp với trí tuệ, thì trước khi mình tin một điều gì mình sẽ có cái sự có cái sự cân nhắc, tức là có cái tâm biết phân tích những cái điều tốt, những cái cao, cái thấp, cái cao thượng, cái hạ điển, và mình tin vào những cái điều gì mà mang đến cái sự lợi ích an lạc lâu dài. Thì những cái pháp môn niệm Phật nó cũng có rất là nhiều người thực hành, nhưng mà một người mà thực hành đúng, một người thực hành đúng cái pháp môn niệm Phật thì mình càng thực hành thì nó sẽ càng tăng trưởng cái trí tuệ, tăng trưởng cái đức tin và trí tuệ. Nhưng mà nếu như mình chỉ có đức tin không mà mình hành cái pháp môn niệm Phật vậy mà nó lại mình hành với một cái tư duy, với một cái nhận thức nó lệch lạc đi một tí thì nó lại trở thành một cái tà niệm, tức là một cái niệm sai lầm, và nó sẽ tăng trưởng cái tâm si, tức là cái tâm tà kiến mê tín lên. Trong cái niệm Phật nó cũng có hai cái con đường như vậy, một là mình sẽ chánh niệm, hay là cũng có những cái tà niệm. Thế thì cái mà niệm ơn Đức Phật thì ngay từ cái thời Đức Phật còn tại thế thì các đệ tử của Đức Phật có những cái thường tôn khi mà thưa hỏi với Đức Phật ấy, thì thường có dùng những cái từ là bạch Đức Thế Tôn, hay là bạch Đức Thiện Thệ, hay là bạch Đức Điểm Ngự. Tức là ngài có những cái ân đức xứng đáng như là ứng cung A La Hán, ngài là một bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, nên là Samma Sambuddho, tức là chánh biên tri, quý chá chá ra sapano, tức là minh hạnh túc, ngài Nokabidu, tức là thiện thệ, ngài là bậc thế gian giả vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật có 9 cái ân đức, và mỗi một cái ân đức là một cái đề mục để thực hành cái pháp môn thiền niệm ân Đức Phật. Và một hành giả khi bước đầu thực hành cái thiền niệm ân Đức Phật thì vì đó phải thực hành niệm từng ân đức một, niệm từng ân đức một. Cái niệm ân Đức Phật nó khác với cái thiền niệm hơi thở ở chỗ là khi mà một người thực hành thiền niệm hơi thở thì mình không có phân tích nhiều, tức là mình để cho cái tâm nhận biết hơi thở một cách tự nhiên, cái hơi thở ra vào một cách tự nhiên, và giảm bớt tất cả những cái sự phân tích, tức là mình không có phân tích, không có suy luận, không có tầm cầu đối với cái hơi thở đó. Mình chỉ biết nó là hơi thở đang đi ra đi vào. Còn ngược lại, cái pháp môn thiền niệm ân Đức Phật thì lại khác. Niệm thiền niệm ân Đức Phật nó lại cần có cái trí tuệ, cần có cái trí tuệ để mình tưởng, suy tư và tưởng nhớ đến cái ân đức của Đức Phật. Tức là cái lúc đấy mình lại cần có cái tâm phân tích, và cái tâm của mình nó phải có cái sự hiểu biết về những cái ân đức của Đức Phật. Nếu cái người nào mà có cái sự hiểu biết về ân đức của Đức Phật càng tốt, càng mạnh đấy, hay là mình đã từng được học qua về cái lịch sử Đức Phật, mình đã từng được học về giáo pháp của Đức Phật, mình đã từng hiểu về cái trí tuệ và cái đạo hạnh của Đức Phật, thì cái người đấy niệm Phật lại càng dễ. Người nào có cái kiến thức rộng rãi, hiểu biết về bản thân Đức Phật, cuộc đời, đức hạnh, trí tuệ của Đức Phật, người đó sẽ thực hành niệm Phật một cách rất là dễ dàng. Còn những cái người mà càng ít những cái pháp học, cái kiến thức về ân đức trí tuệ của Đức Phật thì mình sẽ gặp khó khăn hơn trong cái câu niệm Phật, niệm ân Đức Phật. Thì đầu tiên một hành giả muốn thực hành niệm ân Đức Phật, vì đó cũng giống như là mình đi vào độc cư, tương tự như là mình đi tìm một cái không gian, môi trường giống như là người hành thiền, và mình cũng ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm trước mặt. Sau đó mình phải tưởng nhớ đến một cái hình ảnh của Đức Phật, có thể là một bức tượng Phật hay là một bức tranh Phật. Như cái thời Đức Phật còn tại thế, người ta cũng niệm ân Đức Phật, nhưng mà những cái vị hành giả thời Đức Phật là những người đã từng được yết kiến Đức Phật, và khi người ta niệm đến ân Đức Phật,
thì người ta tự động nhớ đến hình ảnh của Đức Phật. Và những người mà chưa từng được gặp Phật thì cũng sẽ được nghe những người khác mô tả lại cái hình tướng của Đức Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Và khi mà mọi người tưởng nhớ đến cái hình ảnh của Đức Phật thì đều sinh cái tâm hoan hỷ, cung kính, cái tâm rất là cung kính và hoan hỷ đối với hình ảnh của Đức Phật, và sau đó tưởng nhớ đến những cái ân đức cao thượng của Ngài. Còn thời bây giờ thì mình mà muốn tưởng nhớ được đến cái hình ảnh của Đức Phật thì mình phải chăm chú cung kính và nhìn vào một cái bức tranh Phật hay là một bức tượng Phật mà rất là cao quý, mà cái bức tượng nào mà mình có cái lòng tôn kính, có cái niềm tin sâu sắc, thì mình có thể nhắm mắt lại và hình dung đến cái hình tượng của Phật đấy, giống như hình tượng của Đức Phật đấy ở ngay trước mặt mình, ở ngay phía bên trên đầu mình, tức là phải ngay ở trước mặt mình, cách mình một sải tay, hai sải tay. Sau đó mình nhắm mắt lại, mường tượng đến hình tượng của Đức Phật rồi, và mình sẽ niệm đến cái ân đức của Đức Phật. Và nếu như mình được học Pali thì mình có thể niệm bằng cái câu Pali. Để cái câu Pali mà mình niệm ân đức Phật đầy đủ, mình có cái câu là Itipiso Bhagavo Arahant. Thì cái từ Arahant đấy là một cái ân đức đầu tiên, tức là Arahant. Thì cái câu đấy nó có nghĩa là Đức Thế Tôn là bậc Arahant, hay là Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường. Nếu như mình không nhớ cái câu Pali thì mình niệm bằng cái nghĩa tiếng Việt cũng được, mình có thể niệm bằng mỗi câu tiếng Việt: Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường, Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường Arahant, Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường Arahant. Nhưng mà một người mà chỉ niệm mỗi cái câu đấy thôi thì không đắc định được. Và cái lúc mình niệm ấy thì mình phải tưởng nhớ, ví dụ như là Arahant nó có cái ý nghĩa gì, và cái tâm của mình nó phải liên hệ và tưởng nhớ đến những cái ân đức đấy. Như là Arahant có nghĩa là Arahant có ba cái ý nghĩa, đó là một bậc đã đoạn trừ hết phiền não, một bậc đã thoát khỏi cái luân hồi sinh tử, và một bậc xứng đáng thọ nhận cái sự cung kính cúng dường. Tức là mình phải tưởng nhớ như vậy, mình phải có dùng cái trí của mình để mình tưởng nhớ đến là Đức Phật là bậc đã đoạn trừ hết tham sân si, tức là không còn tất cả bất cứ một cái phiền não nào. Đức Phật đã đoạn trừ hết tất cả những cái phiền não về tham, những cái phiền não về sân, những cái phiền não về si. Đức Phật đã thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử, và Đức Phật là bậc xứng đáng để cho trời người cung kính cúng dường. Thế là cái ân đức thứ nhất. Trong cái lúc mà mình niệm cái ân đức ấy thì mình phải tưởng nhớ như vậy, phải tưởng nhớ là tất cả chúng sinh còn tham sân si, tất cả những chúng sinh phàm phu ở cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều có những cái tâm tham bất thiện, tham sân si hết, là người hay là chư thiên hay là phạm thiên. Chỉ có những bậc A-la-hán mới là những bậc đã đoạn trừ hết tham sân si, còn lại tất cả đều có tham sân si. Mà tham sân si là cái nguyên nhân để khiến cho chúng sinh ở trong sinh tử luân hồi, và chỉ có những bậc thánh nhân nào đã đoạn trừ hết tham sân si thì mới giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Vậy Đức Phật là bậc đã nỗ lực tu tập đoạn trừ được tham sân si, nên Đức Phật đã giải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Và cái bậc đã đoạn trừ được tham sân si, đã thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử là một cái phước, cái ruộng phước điển cao thượng ở thế gian, cho nên xứng đáng để cho tất cả chúng sinh ở trong tam giới cung kính đảnh lễ và cúng dường Ngài. Thì bởi vậy Ngài có cái ân đức thứ nhất là Arahant, ứng cung, và vị đó có thể niệm Arahant. Nếu vị đó muốn niệm một cách ngắn gọn Arahant, nhưng với cái điều kiện rằng là cái tâm nó phải, mình phải liên hệ đến những cái ân đức đặc biệt, những cái ân đức cao thượng đấy, thì khi mà mình cứ niệm như vậy liên tục, niệm như vậy liên tục thì dần dần cái những cái ân đức đấy sẽ, mình tâm của mình sẽ chìm sâu vào những cái ân đức của Đức Phật, và mình sẽ đạt được đến cái mức cận hành định với cái niệm ân đức Phật thứ nhất. Thì cũng có người mình thấy cái ân đức thứ nhất mình có thể niệm xong rồi, đã thuần thục rồi, mình có thể niệm đến ân đức thứ hai như là Samma Sambuddho, chánh biến chi, mình có thể niệm là Itibiso Bhagavo
Samasambuddho hoặc là Itibiso Bhagavo Arahang Samasambuddho, niệm từ cái ân thứ nhất nối liền với ân thứ hai, hoặc là mình chỉ niệm một cái ân đức là Samasambuddho. Thì mình có thể niệm bằng tiếng Bali cũng được, mà niệm bằng cái nghĩa tiếng Việt cũng được. Đức Phật là một bậc chánh biến tri, Đức Phật là một bậc toàn giác, tức là một. Và trong cái câu niệm đấy mình phải hiểu, mình phải hiểu, cái quan trọng là mình phải hiểu ý nghĩa của cái câu toàn giác đấy là gì. Đức Thế Tôn là bậc đã hoàn toàn giác ngộ, Đức Thế Tôn là bậc thấy và biết tất cả các pháp, gọi là chánh biến tri. Chánh biến tri là Đức Phật là một bậc có thể thấy tất cả thấu suốt tất cả những cái pháp ở trong quá khứ, không có bị ngăn che, không có bị ngăn che về những cái kiếp sống quá khứ, những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ vô lượng kiếp của bản thân mình, và thấy thấu suốt tất cả những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện của tất cả những chúng sinh khác, bất cứ chúng sinh đó là một chúng sinh nào, có thể đó là một con người, đó có thể là một vị chư thiên hay một vị phạm thiên, hay là một cái loài súc sinh hay loài ác quỷ, hay là bất cứ một cái chúng sinh ở một cái cõi nào. Đức Phật chỉ cần hướng tâm đến các cái đời sống quá khứ thì tất cả những cái nghiệp mà vị đó đã tạo ở trong vô lượng kiếp quá khứ với cái trí tuệ của Đức Phật đều thấu suốt một cách rõ ràng, không có bị ngăn che. Và Đức Phật cũng có thể thấu suốt tất cả những cái pháp hay là những cái đời tương lai của tất cả các chúng sinh khác. Đức Phật biết rằng là trong tương lai vị này sẽ như thế nào, trong trải qua bao nhiêu kiếp tu tập nữa, vị này có những vị mà có cái căn cơ để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, thì Đức Phật cũng biết trải qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp sau thì cái chúng sinh này sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, hay là có những cái chúng sinh nào sẽ trong tương lai trải qua bao nhiêu đại kiếp, bao nhiêu a tăng kỳ kiếp sau sẽ trở thành một vị Phật độc giác, hay là có những chúng sinh nào sẽ trở thành những cái vị an, tức là bậc thượng thủ thanh văn, hay là một bậc đại thanh văn, hay là một vị thanh văn thường ở trong tương lai, trong cái thời giáo pháp của Đức Phật nào ở trong tương lai, thì Đức Phật sẽ thấy một cách thấu suốt tường tận, không có bị ngăn che về những cái pháp về tương lai. Và tất cả những cái pháp về thế giới, về vũ trụ này cũng thế. Đức Phật có thể thấy được những cái thành trụ hoại không của tất cả những cái đại kiếp ở trong quá khứ, và tất cả những cái sự thành trụ hoại không, những cái sự hình thành, hủy hoại và an trú của một cái thế giới. Thì Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật cũng có thể thấu suốt, thấu rõ hoàn toàn như vậy. Nên Đức Phật là một bậc có thể thấy biết tất cả các pháp, đó là một bậc toàn giác, tức là cái gì Đức Phật cũng biết. Thì đó là cái ý nghĩa của cái câu niệm ân Đức Phật, đó là cái ân đức thứ hai, và Samasambuddho hay là chánh biến tri. Và mình có thể niệm cái ân đức thứ hai và cái câu Itibiso Bhagavo Araham Samasambuddho, hoặc là mình có thể niệm cái ân đức thứ ba Vichacharana Sambandho, là minh hạnh túc. Minh hạnh túc thì mình cũng có thể niệm Đức Thế Tôn là một bậc có đầy đủ cả minh lẫn hạnh. Đức Thế Tôn là bậc có đầy đủ cả minh lẫn hạnh. Vichacharana Sambandho niệm bằng tiếng Bali cũng được, niệm bằng cái câu tiếng Việt cũng được, và niệm bằng cả hai cũng được. Mình có thể niệm một lúc cả hai, và bằng tiếng Bali vừa bằng tiếng Việt cũng được. Và trong cái lúc mà niệm đến cái ân đức là minh hạnh túc của Đức Phật thì cái tâm của mình nó cũng phải liên hệ đến những cái ân đức của Đức Phật. Đức Phật có minh và có hạnh. Minh tức là trí tuệ, hạnh tức là những cái đức hạnh. Thì cái minh của Đức Phật như là Đức Phật có tam minh, có thiên nhãn minh, có túc mạng minh, có động tận minh, có tha tâm minh, có thần túc, minh, tức là Đức Phật có rất là nhiều những cái trí tuệ thâm sâu, những cái trí tuệ có thể thấy được những cái điều mà những cái mắt phàm nhân bình thường không thể thấy được. Nên là Đức Phật có thiên nhãn thì Đức Phật có thể thấy được những cái sự sinh tử của chúng sinh,
Đức Phật có thể thấy được chúng sinh, người hạ điển, kẻ cao, kẻ người cao thượng, kẻ hạ điển, người may mắn, kẻ bất hạnh, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu. Tất cả những cái sự sai biệt của chúng sinh cũng là do cái sự hành động tạo nghiệp, tức là do cái nghiệp của chúng sinh đã tạo những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện khác nhau. Cho nên rằng là cái sự sai biệt về nghiệp đã tạo ra cái sự sai biệt giữa các chúng sinh ở các cái cảnh giới, các cái cõi sống, cũng như là chúng sinh ở trong một cái cõi người cũng có những cái sự sai biệt khác nhau. Đó cũng là do những cái hành động tạo nghiệp của tất cả mỗi chúng sinh có cái sự sai biệt khác nhau. Nên là cái trí tuệ của Đức Phật được gọi là minh, minh tức là trí tuệ, do cái sự tu tập về trí tuệ trong vô số kiếp quá khứ. Cho nên là bây giờ cái trí tuệ về toàn giác của Đức Phật đã được viên mãn, và Đức Phật có cái trí tuệ có thể thấu suốt được tất cả các pháp, và có cái đức hạnh như Đức Phật có cái giới đức, tức là giới đức tức là cái sự hoàn hảo và viên mãn về cái giới luật của Đức Phật. Thì tất cả những bậc thánh như là các bậc A-la-hán không còn tham sân si, thì cũng không còn những cái nỗi lầm, bị những cái vị đó có thể đã thể nhập với giới, tức là vị đó không còn có cố ý làm bất cứ một cái điều gì nỗi lầm. Nhưng mà các bậc A-la-hán hay là mặc dù đã đoạn trừ hết tất cả những tâm bất thiện, nhưng vẫn còn những cái tiền khiên tật, tức là những cái tật xấu ở trong những cái kiếp quá khứ có thể nó vẫn còn dư sót một chút, tức là những cái thói quen, không có tốt, nó có thể vẫn còn dư sót. Như là có một thùa, có một vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán rồi, nhưng vị tỳ kheo này vẫn còn nói những cái câu nói khiến cho những vị tỳ kheo đồng phạm hành khác không được hài lòng. Ví dụ như cái vị này hay gọi những cái vị khác đó là này kẻ hạ tiện kia, này cái kẻ đê tiện kia. Và rất là nhiều vị tỳ kheo đồng phạm hạnh đã phiền não, nghĩ rằng vị tỳ kheo này có cái gì đó phỉ báng, hay là chỉ trích, hay là dùng những cái lời nói mà khiếm nhã, không có tôn trọng các vị đồng phạm hạnh. Và các vị đó nên trình bày với Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng đó là một cái tiền khiên tật của cái vị tỳ kheo này. Tức là vị tỳ kheo này trong 500 kiếp quá khứ có những cái kiếp là trải qua 500 kiếp liên tục làm những cái vị Bà La Môn. Thì những vị Bà La Môn ở một cái giai cấp rất là cao thượng, và cái vị đó thường có cái tâm miệt thị và coi thường những cái giai cấp dưới, và dùng những cái lời nói rất là coi thường, không có tôn trọng những người khác, và nó đã trở thành một cái tật, nó trở thành một cái tiền khiên tật, một cái tật xấu. Và đến bây giờ vị đó tu tập đã chứng đến quả A-la-hán, nhưng mà cái tiền khiên tật đó nó vẫn còn. Còn đối với Đức Phật là một bậc không còn một chút nỗi lầm nào, dù là những cái tiền khiên tật, những cái tật xấu rất là nhỏ bé ở trong quá khứ cũng đã được tiêu trừ từ khi Ngài chứng quả, Ngài đã chứng kết quả vị Phật toàn giác ở dưới gốc cây Bồ Đề. Thì tất cả những cái tội lỗi, những cái nỗi lầm, những cái tật xấu của Đức Phật không còn dư sót nữa. Thì cái giới của Đức Phật vì vậy nó hoàn hảo, viên mãn và cao thượng. Đó là Ngài có cái giới đức cao thượng, có cái định đức, tức là Đức Phật có những cái định lực rất là thâm sâu. Đức Phật có những cái định lực, thì cái năng lực của thiền định, mà đạt đến cái mức độ thuần thục, đạt đến cái mức độ thâm sâu, cao siêu nhất, đó là có thể phát triển được các cái năng lực thần thông. Như là vì đó có thể phát triển được cái năng lực về túc mạng thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông. Như vị đó là một vị A-la-hán thì có thể phát triển được một cái loại thần thông nữa, đó là động tận thông, là một cái loại thần thông về tu tập thiền tuệ đoạn trừ hết các cái phiền não. Thì nhưng mà cái năng lực thần thông của một vị Phật toàn giác, một vị Phật A-la-hán chánh đẳng giác,
cái năng, cái định lực cao thượng hơn tất cả các cái bậc đệ tử của mình. Đó là Ngài có cái định lực có thể một lúc có thể thể hiện được hai loại thần thông, tức là Ngài có thể, cái tâm của Ngài một lúc có thể bắt được hai đối tượng, còn tất cả những chúng sinh khác thì cái tâm chỉ bắt được một đối tượng, tức là một lúc chỉ bắt được một đối tượng. Như là khi mà mình hành thiền hơi thở, cái tâm của mình nó chỉ bắt được một đối tượng, đó là hơi thở vào và hơi thở ra. Khi mà nó chỉ bắt được một đối tượng như vậy thì nó mới đi vào được đến cái sự nhất tâm. Còn nếu mà ở cái nội tâm dục giới thì cái tâm của mình nó cứ bắt đối tượng này, bắt sang đối tượng khác, bắt đối tượng này, bắt sang đối tượng khác. Thì khi mà cái tâm nó bắt nhiều đối tượng liên tục thì cái tâm này nó rất là yếu ớt, nó không có định lực. Và cái tâm nó bắt một đối tượng và nó an trú trên một đối tượng đó liên tục trong một thời gian dài thì cái định lực sẽ rất là mạnh. Và thường thường tất cả những cái vị đệ tử của Đức Phật, ngay cả các bậc A-la-hán thượng thủ thanh văn, những bậc đại A-la-hán khác, cũng cái tâm cũng chỉ bắt được một đối tượng. Khi mà bắt một cái đối tượng là đất, là một cái đối tượng là một cái thiền niệm mà về hơi thở thì chỉ bắt được một đối tượng thiền niệm hơi thở. Khi bắt đối tượng thiền niệm Kasina chỉ bắt được một đối tượng. Còn cái tâm của Đức Phật có thể bắt được hai đối tượng. Vì vậy Đức Phật có thể thể hiện được hai loại thần thông một lúc. Đó là Đức Phật có thể một lúc có thể hóa ra lửa và hóa ra nước cùng một lúc. Đó là Ngài có thể thị hiện được song thông, một cái loại thần thông mà không có đối thủ nào. Và Đức Phật đã thực hiện cái thần thông này để hàng phục các cái ngoại đạo. Khi mà đều các cái ngoại đạo yêu cầu muốn thi thố thần thông với Đức Phật thì Đức Phật đã thể hiện cái loại thần thông đó, là thể thị hiện song thông. Và chỉ những Đức Phật A-la-hán chánh đẳng giác mới có thể đạt được. Đó là cái định lực, cái oai lực cao thượng và chỉ có một vị Phật A-la-hán chánh đẳng giác mới có. Nên Đức Phật có giới đức, có định đức, có tuệ đức, tức là Đức Phật có cái trí tuệ về thiền tuệ. Đấy là một cái đức hạnh cao thượng của Đức Phật. Và có Đức Phật có giải thoát đức, tức là Đức Phật là một bậc đã giải thoát ra hết tất cả những tham sân si. Đức Phật có những cái giải thoát chi kiến đức, tức là Đức Phật đã chứng tứ thánh đạo, tứ thánh quả, đã thể nhập về cái pháp giải thoát. Đó là cái minh hạnh của Đức Phật, muốn nói về cái đức hạnh và cái trí tuệ của Đức Phật cao thượng. Và khi một cái hành giả niệm ân Đức Phật và niệm đến cái ân đức của Đức Phật là bậc minh hạnh túc, Đức Thế Tôn là bậc có đầy đủ cả đức hạnh và trí tuệ, Đức Thế Tôn là bậc có đầy đủ cả đức hạnh và trí tuệ, Vicchacharana Sampanno, thì cái lúc mình niệm cái ân đức đấy thì cái tâm của mình cần phải hiểu rõ những cái đức hạnh của Đức Phật, những cái trí tuệ của Đức Phật. Và khi mà mình đạt được nhất tâm cái lúc niệm Phật thì cái tâm của mình nó chìm sâu vào các cái ân đức đó, nó chìm sâu vào các ân đức. Chứ cái câu niệm mà chỉ là cái khái niệm suông, nó không có tạo ra được sự nhất tâm. Mình có niệm suốt đời nó cũng chỉ là mình chỉ niệm được ở trên miệng, hoặc là cái tâm của mình lúc đấy nó có thể đang niệm một cái khái niệm và cái tâm nó đang nghĩ năng sang. Còn khi mà mình niệm đến cái khái niệm mà về ân đức Phật và cái trí của mình có hiểu được các ân đức đấy thì cái tâm của mình nó mới chìm vào các cái ân đức đó và mình mới đạt được sự nhất tâm. Vì vậy mới gọi là niệm ân đức Phật, là cái tâm của mình nó thấm nhuần những cái ân đức của Phật. Đó là cái ân đức về minh hạnh túc. Và cái ân đức nữa là thiện thệ. Đức Thế Tôn là bậc chỉ nói những cái điều đem lại cái sự lợi ích và chân chánh. Nên là có rất là nhiều những cái lời nói, và có những cái lời nói Đức Phật nói và những cái lời nói Đức Phật không nói. Như là có những cái điều mà những cái người thế gian thích nghe, những cái điều mà có là những cái điều nó thuộc về không có đúng sự thật. Tất cả những cái gì mà không đúng sự thật, tức là không như thật, như chân, những cái điều đấy người thế gian lại không thích nghe, và khi mà nghe thì cũng không đem lại lợi ích gì, thì chắc chắn là Đức Phật không nói. Hoặc là có những cái điều nó như thật, như chân, tức là có những cái điều đó là sự thật, có là sự thật nhưng nó không đem lại lợi ích gì, dù người thế gian có muốn nghe hay không muốn nghe, Đức Phật cũng không nói. Có rất nhiều sự thật nhưng nó không có lợi ích thì Đức Phật cũng không nói. Thì có những cái sự thật, có những cái gì nó là sự thật mà người thế gian
sự lợi ích nên Đức Phật có thể tùy thời mà nói. Đức Phật có thể tùy thời nói những cái pháp, ví dụ như là có những cái người người ta không có tin, là không có tin vào nghiệp và quả của nghiệp, cái là những cái người mà người ta làm những cái việc sát sinh, những cái việc bất thiện, trộm cắp, tà dâm, và người ta tin rằng, người ta chỉ muốn tin rằng sau khi chết là hết. Vì vậy cho nên những cái điều tội lỗi mà người ta làm sẽ không có phải trả cái quả báo khổ đau ở trong tương lai. Và khi Đức Phật nói ra cái nghiệp là ai làm những cái bất thiện thì phải chịu những cái nghiệp quả bất thiện, ai làm những cái điều phước thiện thì được hưởng cái phước báo an vui, thì những người làm nghiệp bất thiện họ không có muốn tin, nhưng mà Đức Phật vẫn tùy cơ để nói. Hay là những cái người mà không muốn giữ giới thì Đức Phật vẫn phải tùy cơ để giáo hóa về giới, về định và về tuệ, về cái sự tu tập giải thoát. Hay là những cái người mà theo những cái tà pháp, những cái tà kiến, và bây giờ mà nói ra những cái pháp, cái chánh pháp thì rất là khó tiếp nhận, tức là người đó có thể rất khó tiếp nhận. Mặc dù người đó không muốn nghe những cái chánh pháp thì Đức Phật vẫn phải nói, bởi vì chánh pháp đem lại cái sự lợi ích cho bản thân của người đó. Và Đức Phật phải tùy thời, vì khi nào cái thời cơ nó chín mùi thì Đức Phật sẽ nói. Và có những cái lời nói gì đem lại sự lợi ích và người nghe thích nghe thì Đức Phật sẽ nói, Đức Phật sẽ nói, nhưng cũng phải tùy thời, tùy cơ để nói cái lúc nào nó hợp thời thì Đức Phật cũng sẽ nói những cái pháp đem lại cái sự lợi ích, đem lại cái sự an lạc cho chúng sinh. Thì cái niệm ân Đức Phật là cái niệm ân, cái câu niệm ân Đức Phật là bậc thiện thệ, Đức Thế Tôn là bậc thiện thệ, Đức Thế Tôn là bậc thiện thệ. Sukhato, Sukhato, mình thêm một cái người mình có thể niệm và một cái câu Itiviso Bhagava Sukhato, Sukhato. Và lúc đấy mình phải niệm là Đức Thế Tôn là bậc thiện thệ, Đức Thế Tôn là bậc chỉ nói những gì đem lại sự lợi ích và chân chính. Sukhato, Đức Thế Tôn chỉ nói những gì đem lại sự lợi ích và chân chính. Thì đấy là cái lúc mình đang niệm ân Đức Phật. Và khi nào mình hiểu được những cái điều lợi ích và chân chính mà Đức Phật đã tuyên thuyết, đã giảng giải, đã thuyết pháp trong suốt 45 năm, thì tất cả những cái pháp mà Đức Phật nói ra chỉ là những cái pháp đó đều là sự thật, và những cái sự thật đấy đều đem lại cái sự lợi ích cho chúng sinh. Đó thì lúc đấy mình cần phải hướng tâm đến những cái giáo pháp về kinh, về luật và về luận. Những cái giáo pháp là những cái pháp chân thật, là những cái pháp có lợi ích cho chúng sinh. Và mình niệm cái ân đức Sukhato, Sukhato, thì cái tâm của mình nó sẽ chìm vào những cái ân đức đấy, và mình sẽ đạt được định cận hạnh. Mình mà muốn niệm cái ân đức Lokavidu, 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 tức là thế gian giải, thế gian giải. Đức Thế Tôn là một bậc hiểu rõ các pháp thế gian, Đức Thế Tôn là bậc hiểu rõ các pháp thế gian. Thì lúc đấy mình cũng cần phải hiểu thế gian là gì. Ví dụ như là thế giới, một Đức Phật đấy, trước khi mà Đức Phật chưa ra đời thì người ta không biết rằng là trong một thế giới nó có nhiều cái cõi sống khác nhau như vậy. Nó có rất nhiều những cái cõi sống khác nhau. Và trước khi bằng cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật mới thấy được là trong một thế giới nó có tới một cái cõi thế gian, một cái thế giới này có tới 31 cõi. Và cái cõi thấp nhất là cái cõi địa ngục, và cái cõi địa ngục về đến cái cõi súc sinh, đến cái cõi thứ ba là ngạ quỷ, cõi thứ tư là Atuna. Đấy là bốn cõi khổ, trong 31 cõi chỉ có bốn cõi khổ thôi. Còn lại 27 cõi là cái cõi an vui, trừ đi bốn cái cõi khổ, còn lại các cái cõi khác là cái cõi an lành. Thì từ cái cõi người là bắt đầu là cõi thiện, cõi an vui rồi, là cái cõi thứ năm, rồi đến cõi chư thiên, dục giới, tứ đại thiên vương, cõi đao đợi thiên, cõi dạ ma thiên, cõi đấu suốt thiên, cõi hóa nạp thiên, cõi tha hóa tự tại thiên. Đấy là các cái cõi dục giới, là có 6 cõi trời dục giới, cõi người và 4 cái cõi khổ nữa, để bằng 11 cõi dục giới. Và bên trên cõi dục giới còn có các cái cõi sắc giới. Cõi sắc giới thuộc về những người mà đã chứng đắc các cái tầng thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì sinh về các cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và cái cõi vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đấy là cái cõi cao nhất, là cái cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ.
thì Đức Phật cũng thấy rõ những cái hành nghiệp nào, những cái nghiệp gì mà nó sẽ khiến chúng sinh phải tái sinh vào những cái cõi khổ, những cái thiện nghiệp nào khiến cho một chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung có thể sinh về các cái cõi này, như là cõi người hay là cõi chư thiên, cõi sát thiên, tùy theo cái thiện nghiệp và cái bất thiện nghiệp của tất cả chúng sinh. Thì mỗi một cái cõi nó có thọ cái sự khổ nào khác nhau. Những cái cõi địa ngục thì sẽ nằm sâu ở dưới lòng đất, hay là cách mặt đất 500 do tuần thì sẽ có một cái cõi địa ngục, tầng địa ngục thứ nhất. Rồi cách 500 do tuần sẽ có tầng địa ngục thứ hai. Cứ liên tục như thế có 8 tầng địa ngục. Và mỗi một cái tầng địa ngục đấy sẽ bốn hướng của các tầng địa ngục đấy có những cái địa ngục biên địa ở xung quanh. Địa ngục biên địa ở xung quanh đấy là những cái chúng sinh nào tàn kiến làm những cái nghiệp bất thiện vào các cái cõi địa ngục đấy. Đấy. Còn các cái loài ngã quỷ thì sống lang thang ở trên mặt đất, thọ những cái nỗi khổ cùng cực. Đó là những cái chúng sinh mà còn có những cái dính mắc, những cái tham ái đối với cái trần cảnh, đối với năm cái dục, năm cái ngũ dục thế gian, thì sẽ đọa đạt làm cái kiếp ngã quỷ. Và cái tuổi thọ ở cái kiếp cái cõi địa ngục và ngã quỷ nó không có giới hạn. Thì cái người nào mà cái nghiệp bất thiện nó càng nặng thì cái tuổi thọ ở cái cõi địa ngục, cái cõi ngã quỷ nó cũng càng dài. Và những cái chúng sinh đấy không muốn chết, không chết được, nó khác với các cõi khác. Như cõi người, cái người nào có phước lớn hay là các cõi chư thiên, người nào có tạo ra được cái phước lớn thì mình có cái tuổi thọ lâu dài. Còn cái người nào mà có cái phước mỏng, nghiệp dày thì sẽ có cái tuổi thọ đoạn thọ, nó sẽ chết sớm. Mà muốn sống lâu cũng không được. Đó, nó có cái sự khác nhau về cái tuổi thọ và cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Và các cái tuổi thọ ở các cái cõi sống có cái sự khác nhau. Như là tuổi thọ ở cõi người thì chỉ có, nó không có giới hạn. Nhưng mà khi mà thời kỳ kiếp giảm ấy, thì cái tuổi thọ của con người nó cứ giảm dần, bắt đầu sẽ như bây giờ là tuổi thọ của thời Đức Phật ấy, thì tuổi thọ con người giảm xuống còn 100 tuổi. Và thời đến bây giờ thì cái tuổi thọ trung bình con người còn 75 tuổi. Và cứ 100 năm thì sẽ giảm đi 1 tuổi, cứ như thế. Cứ 1.000 năm, 1.000 năm rồi 100 năm giảm đi 1 tuổi, và nó cứ dần như vậy cho đến khi nào cái tuổi thọ con người sẽ giảm xuống còn 10 tuổi. Cái 10 tuổi thì lúc đấy những cái nghiệp bất thiện của con người nó mới mạnh mẽ, và lúc đấy sẽ có những cái sự tàn sát lẫn nhau. Chỉ còn những cái người nào mà không có cái tâm bất thiện, người đó muốn ẩn cư ở trong rừng sâu, thì lúc đấy cái người đấy mới có thể thoát khỏi một cái cuộc tàn sát hỗn loạn. Và những cái người mà không có ưa chiến tranh, không ưa chém giết, sau này ra ngoài thế gian, và những cái người đấy sẽ giữ những cái giới, đó là giới không có sát sinh, nhất là năm cái giới, họ sẽ biết được là cái quả báo của cái nghiệp bất thiện đưa ra cái sự hoại diệt của nhân loại, cho nên họ sẽ cùng nhau giữ giới. Và khi mà con người giữ giới rồi thì cái tuổi thọ sẽ tăng dần lên cho nên rất là nhiều nghìn tuổi. Đấy là cái tuổi thọ của cõi người không có giới hạn. Tuổi thọ của các cái hàng chư thiên thì có giới hạn. Có giới hạn, như là có chư thiên thấp nhất cõi tứ đại thiên vương có những cái tuổi thọ tới 9 triệu năm. Chư thiên ở cõi đao lợi thiên thì tuổi thọ tới 36 triệu năm. Chư thiên ở cõi dạ ma thiên có tuổi thọ 147 triệu năm. Và các cái chư thiên mà càng cao hơn thì cái tuổi thọ càng cao như thế. Và bởi vì cái trí tuệ của Đức Phật thấu suốt được tất cả những cái pháp ở trong thế gian, đó là cái hữu tình thế gian và cõi thế gian, hay là cái thế giới này khi mà bị hoại diệt sẽ hoại diệt như thế nào, hoại diệt bằng lửa, bằng nước hay bằng gió, rồi sẽ có một những cái thế giới sau sẽ hình thành rồi những cái chúng sinh từ cái cõi nào sẽ hóa sinh đến, rồi sẽ có sự sống và sẽ hoại diệt đi như thế nào. Cứ mỗi một cái lần hoại diệt của một cái quả địa cầu như vậy gọi là một đại kiếp, tức là một cái đại kiếp trái đất như vậy. Và trong mỗi một cái thế giới, trong mỗi một thế giới thì có 31 cõi như vậy. Và cái trí tuệ của Đức Phật có thể thấy được rất là nhiều cõi thế giới, như là một tiểu thiên thế giới thì có 3, thì có một
nghìn thế giới, tức là có 1.000 thế giới nhưng vẫn có thể thấy được 1.000 thế giới, một cái tiểu thiên thế giới, một cái trung thiên thế giới thì có 1.000.000 thế giới, một cái đại thiên thế giới thì có 1.000.000 thế giới, và cái trí tuệ của Đức Phật có thể thấy được tam thiên đại thiên thế giới, tức là có thể thấy biết rất là sâu, rất là rộng những cái pháp sinh diệt ở trong tất cả các cái thế giới. Thì bởi vì cái trí tuệ siêu việt có thể thấy biết những cái điều rất là sâu rộng như thế, cho nên Đức Phật mới có cái danh hiệu là Lokavidu, tức là thế gian giải, tức là thấy hiểu biết được tất cả những cái pháp ở trong thế gian, vượt xa với cái sự khám phá của khoa học, tức là khoa học ngày nay chỉ khám phá được một cách rất là giới hạn về cái sự sinh, cái sự hình thành và cái sự hủy diệt của thế giới. Còn cái trí tuệ của Đức Phật thì thấy biết một cách sâu rộng hơn và chính xác hơn. Và Đức Phật có cái danh hiệu là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu tức là Đức Phật có thể điều phục được những cái hàng chúng sinh khó điều phục. Tức là cái giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật có cái uy lực, đó là có thể làm cho một cái người bất thiện trở thành một con người hiền thiện, có thể điều phục được những cái tâm bất thiện của con người trở thành một cái tâm hiền thiện. Và có rất là nhiều những cái chúng sinh có những cái tâm bất thiện hung dữ, như là những vị tướng cướp, như là tướng cướp Ankunimana, hay là những con voi dữ, hay là những cái quỷ thần hung dữ, đều có thể, nếu mà có nhân duyên thì Đức Phật đều có thể dùng cái thần lực của mình có thể điều phục được. Tức là cái năng lực về thần thông, năng lực về trí tuệ của Đức Phật là không có ai có thể sánh bằng được, cho nên Đức Phật có thể điều phục được cả những người rất là khó điều phục. Và đó là cái ân đức về Đức Phật là bậc Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Và Đức Phật, và một người niệm đến cái ân đức là Đức Phật là bậc Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu thì mình phải niệm hết đến những cái ân đức, đến những cái năng lực của Đức Phật có thể điều phục được những người khó điều phục. Thiên Nhân Sư, Đức Phật là bậc giác ngộ, Đức Phật là bậc thầy của trời người. Thì ở thế gian thì có rất là nhiều những chúng sinh người ta tôn thờ, người ta tôn thờ cung kính các cái vị thần, các cái vị chư thiên, các vị chư thiên. Có những chúng sinh thì tôn thờ các vị chư thiên như là vị thần đất, thần cây, thần sông, thần núi, và người ta coi những vị chư thiên đấy là cao thượng lắm. Và ở trong các cái cõi chư thiên, những cái cõi chư thiên thấp người ta lại tôn thờ các cái vị chư thiên cao hơn, như là các cái vị chư thiên ở cõi tứ thiên vương thì sẽ tôn thờ các chư thiên cao hơn mình, như là tôn thờ vua Đế Thích, hay là tôn thờ các cái vị chư thiên ở cõi tha hóa tự tại thiên là cái cõi trời cao nhất trong dục giới, hay là những chư thiên mà ở trong cõi dục giới cao hơn thì có thể lại tôn thờ các cái vị chư thiên ở cõi phạm thiên, và nhất là các cái vị phạm thiên ở cái cõi đại phạm thiên. Đại phạm thiên thì hay tự xưng mình là chúa tể, tức là ta là một bậc thượng đế, ta là một bậc hóa chủ, hóa sinh ra tất cả những chúng sinh đã sinh và sẽ sinh, là chúa tể của muôn loài, đã hóa sinh ra tất cả chúng sinh ở cái cõi thế gian, cái thế giới dục giới và các cái cõi sắc giới này. Và cái vị đó tự xưng mình là thượng đế, là một cái bậc cao thượng nhất. Thì rất là nhiều chư thiên ở cõi dục giới và các cái vị chư thiên, cái phạm thiên mà thấp hơn như là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên đều tôn thờ các vị đại phạm thiên. Đấy là có những cái sự các cái vị chư thiên thấp tôn thờ các cái vị chư thiên cao. Và khi mà một vị Phật giác ngộ, một vị Phật ra đời thì một vị Phật sẽ là một bậc thầy, một bậc thầy có thể hướng đạo, truyền đạo hay là giáo hóa cho tất cả cõi chúng sinh ở cõi người và các cái cõi chư thiên. Tức những cái chúng sinh nào có trí tuệ để có thể phân biệt được những cái điều tốt xấu, những cái điều thiện ác thì đều có thể lĩnh hội được giáo pháp, đều có thể giác ngộ được giáo pháp và có thể chứng ngộ được những cái chân lý cao siêu. Đó là những cái chúng sinh ở cõi người và các cái cõi chư thiên phạm thiên. Thì Đức Phật là một bậc thầy, là một bậc thầy cao thượng của tất cả các cõi đấy. Bởi vì trong tam giới, dù là dục giới, sắc giới, vô sắc giới,
để các cái vị chư thiên phạm thiên đều còn là những cái vị có phiền não, có tham sân si. Và những vị đấy nếu mà chưa có tu tập những cái giáo pháp của Đức Phật thì đều còn ở trong cái vòng khổ đau sinh tử này, mà chưa thoát ra khỏi cái vòng khổ đau sinh tử được. Và chỉ có khi một vị Phật ra đời, các vị chư thiên đều tán thán, đó là cái con mắt sáng của thế gian, con mắt sáng của tam giới, của tất cả chúng sinh. Và tất cả các cái khi mà Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, Đức Phật đều có thể hóa độ được những chúng sinh ở cái cõi người và tất cả chúng sinh ở cõi trời. Và Đức Phật xứng đáng là một bậc thầy, một bậc đạo sư của cả cõi trời và cõi người, nên Đức Phật có cái danh hiệu là thiên nhân, là bậc thầy của trời người. Nên Đức Phật có cái, thì cái lúc đấy một cái người mà niệm đến ân Đức Phật thì mình sẽ vừa niệm cái ân đức đó, mình phải vừa tưởng nhớ đến cái đức hạnh cao thượng của Đức Phật, thì lúc đấy cái tâm của mình mới đạt được cái đích về cái pháp niệm Phật. Nguyện Đức Phật là bậc thầy của trời người, Đức Phật là một bậc thầy của trời người. Thì đó là cái cách mà mình nhận về cái ân đức, mà ân đức và Đức Phật là bậc thầy của trời người. Và cái ân đức tiếp theo là Đức Phật, mình có thể niệm một cái câu rất là ngắn gọn: Buddho, Buddho, Buddho. Buddho thì đó là cái ân đức, là Đức Phật là bậc giác ngộ, Đức Phật là bậc giác ngộ. Nhưng mà nếu mà một cái người mà chỉ niệm mỗi cái câu là Buddho, hay là một nhiều người niệm một cái câu rất ngắn gọn: Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Nếu như mà mình chỉ có niệm một cái câu đấy không thì không bao giờ nó đạt được nhất tâm. Nếu như mình không hiểu ý nghĩa của cái câu đấy, của cái câu mà Nam mô Phật hay là Buddho, Buddho, hay là Itibiso Bhagava Buddho, Itibiso Bhagava Buddho, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Cái ý nghĩa của Phật, Phật tức là một bậc giác ngộ. Buddho, Buddho có nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ đây là giác ngộ sự thật, tức là giác ngộ. Mà sự thật thì đó đấy là cái chân, các cái pháp chân đế, cái còn gọi là tứ thánh đế, là sự thật. Vậy thì mình cần phải hiểu được tứ thánh đế thì mình sẽ niệm được cái câu Buddho đấy, câu Buddho, và mình sẽ đạt được nhất tâm. Tứ thánh đế là khổ đế, mình phải biết cái thân năm uẩn này thì nó có sinh ra bệnh chết khổ. Về tâm của mình nó không có những cái nỗi khổ, nỗi khổ như là mong cầu không được, ân oán phải xiên đi, nên mình phải hội ngộ với những người mà không có hòa hợp, thân năm uẩn thì không có điều hòa. Cái khổ đế, tập đế là những cái nhân, những cái nhân mà nó sinh ra khổ. Tập đế như là những cái vô minh rồi nó liên duyên cho hành thức, danh sắc, lục nhập, hay là tất cả những cái phiền não, nói chung là vô minh, tham ái, chấp thủ, là những cái phiền não, những cái tâm bất thiện đấy là nhân, nó gọi là tập đế. Diệt đế là các cái đạo quả, giác ngộ, và đạo đế là bát chánh đạo, nghĩa là phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và khi mà mình niệm Buddho thì mình cần phải cái tâm của mình nó cần phải liên hệ đến những cái sự thật, đó là sự thật về tứ thánh đế. Và mình cứ niệm các cái ân đức như vậy: Đức Phật là bậc giác ngộ, Đức Phật là bậc giác ngộ. Và mình hiểu Đức Phật là bậc đã giác ngộ cái gì, đó là giác ngộ về sự thật, sự thật đó là bốn thánh đế. Thì mình niệm cái câu đấy để cái tâm của mình phải tưởng nhớ, hiểu một cách rõ ràng về tứ thánh đế, thì mình sẽ niệm câu Buddho, Buddho, và mình sẽ đạt được cái sự nhất tâm. Và cái ân đức cuối cùng đó là Bhagava, Bhagava, đó là Thế Tôn, Thế Tôn. Thì cái ân đức này có nghĩa rằng là Đức Phật là một bậc hạnh phúc, hay là Đức Phật là một bậc đã thừa hưởng, là một bậc may mắn đã thừa hưởng những cái thiện nghiệp công đức đã làm trước đây. Thì khi mà một người niệm đến cái ân đức là Thế Tôn, bạch đức Thế Tôn, hay là Thế Tôn, Thế Tôn, Bhagava, Bhagava, thì cái tâm của vị đó cần phải tưởng nhớ đến những cái thiện nghiệp, những cái công đức, những cái thiện nghiệp ba la mật, tức là phải tưởng nhớ đến các cái pháp ba la mật mà Đức Phật đã tạo trong 4 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Đó là Đức Phật là một người đã có cái sự giữ giới ở mức bậc thường, hay là bậc trung, hay là bậc thượng. Đức Phật đã từng bố thí ở ba cái mức độ: bậc thường, bậc trung và bậc thượng. Tức là ở cái mức độ bậc thường là một người giữ giới, và người đó
phải có cái chí nguyện rằng là ta thà mất mát tất cả những cái tài sản bên ngoài chứ ta không phạm giới. Nhưng mà tất cả những cái tài sản bên ngoài thân của mình, những cái tài sản bên ngoài thân bao gồm những cái tài sản về nhà cửa, tiền bạc, và những cái tài sản bên ngoài của mình nó bao gồm cả những người thân luôn, là ví dụ như là vợ chồng, con cái của mình, đấy là những cái tài sản bên ngoài của mình. Nên mà một người giữ giới mà ta thà mất tất cả những cái tài sản bên ngoài chứ không phạm giới thì mới chỉ là giữ giới ở cái mức bậc thường. Một cái người mà có thể giữ giới ở cái mức bậc trung thì cái người đó phải nguyện là ta thà rằng mất một cái bộ phận nào đó trên thân như là mắt, tai, mũi, lưỡi, chân tay gì đó chứ ta thà không phạm giới, và người đó kiên trì giữ giới ở cái mức độ như vậy thì đạt được cái mức gọi là giữ giới ở mức độ bậc trung. Còn một người mà giữ giới là ta thà mất mạng chứ không có phạm giới thì đó là giữ giới ở cái mức độ bậc thượng, tức là có ba cái mức độ giữ giới như vậy. Đấy là cái, những cái pháp ba la mật mà đức một vị Bồ Tát tu tập để trở thành một vị Phật là phải trải qua cái mức độ giữ giới ở ba cái mức độ. Tức là cái lúc mới đầu tu tập tu chỉ giữ giới được ở cái mức bậc thường. Khi mà tu tập đã có cái sự tiến bộ hơn rồi thì vị đó có thể giữ giới ở cái mức độ bậc trung. Và khi mà đã tu tập đến cái mức mà nó gần chín mùi rồi thì vị đó có thể giữ giới ở cái mức bậc thượng được. Và khi nào phải giữ giới ở cả ba cái mức độ này đều được thành tựu rồi thì cái ba la mật ấy nó mới chín mùi và mình nó mới thành được Phật chứng đạt chính giác. Và cái ba la mật phải bố thí cũng vậy, vì đó cũng phải bố thí ở ba cái mức độ bậc thường, bậc trung và bậc thượng. Thế nên bố thí ở cái mức bậc thường là vị đó có thể bố thí tất cả những cái tài sản ở bên ngoài. Đấy, tài sản bên ngoài là những cái tài sản vật chất của mình và bao gồm luôn cả là những người thân như là vợ con nhà cửa. Bố thí những cái tài sản bậc trung, đó là bố thí được cả những cái bộ phận trong thân mình. Ví dụ như vị đó có thể bố thí cả mắt hay là bố thí chân tay, bố thí những cái bộ phận trên thân thể mình. Và bố thí ở cái mức độ bậc thượng, đó là phải bố thí cả thân mạng mình, thì nó có thể bố thí cả đầu mình, cả cái tánh mạng của mình, thì vị đó sẽ hoàn thành được cái pháp ba la mật về bố thí. Và tất cả những cái pháp ba la mật khác như là tinh tấn, như là nhẫn nhục, từ tâm, sản tâm, chân thật, hay là xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật đều có ba cái mức độ bậc thường, bậc trung và bậc thượng. Chính vì trải qua một cái thời gian, một cái thời kỳ 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp tu tập và đã tích lũy các cái ba la mật cho đến khi mà các cái ba la mật đó đã được viên mãn, và một vị Phật và một vị Bồ Tát khi mà nhận thấy cái cảnh vô thường giả tạm, tức là sinh già bệnh chết, sẽ thức tỉnh, vì đó mới đi xuất gia và vì đó đã sẽ giác ngộ trở thành một vị Phật. Và chính cái sự trở thành một vị Phật đó đó là cái thành quả của các cái pháp ba la mật đã tích lũy trong quá khứ, và vị đó mới có cái danh hiệu là Thế Tôn. Thế Tôn là người thừa hưởng may mắn nhất những cái thiện nghiệp công đức đã làm trước đây. Và cái ân đức này mình có thể niệm Thế Tôn Bhagava Itibiso Bhagava Bhagava, đức Thế Tôn là bậc thừa hưởng may mắn nhất những thiện nghiệp công đức đã làm trước đây. Mình có thể niệm bằng tiếng Bali cũng được, niệm bằng cái nghĩa bằng tiếng Việt cũng được. Thì một cái người mà mới bắt đầu tập thực hành cái thiền niệm Phật ấy, thì đầu tiên yêu cầu là mình đó phải thực hành từng cái ân đức một, tức là mình chọn một cái ân đức nào mà mình cảm thấy nó dễ hiểu nhất, dễ thực hành nhất, mình niệm. Khi thuần thục một cái ân đức thứ nhất rồi, mình sẽ niệm đến ân đức thứ hai, rồi cứ lần lượt cho đến ân đức thứ 9. Sau khi mà đã thuần thục cả 9 ân đức rồi thì mình sẽ niệm một lần cả 9 ân đức luôn. Đấy, thì đấy là khi mà đã thuần thục thì mình mới niệm cả một lần cả 9 ân đức. Niệm được như vậy thì mình sẽ tạo được ra rất là nhiều những cái tâm đại thiện dục giới sẽ sinh khởi trong cái lúc mà mình niệm ân đức Phật. Người niệm ân đức Phật thì cái người đã cái năng lực về đức hạnh và trí tuệ sẽ phát triển rất là nhanh. Đó là mình thấy rằng cái ân đức của Đức Phật luôn luôn ở trong tâm mình, và dần dần nó sẽ thấm nhuần vào trong tâm mình, và cái đời sống của mình sẽ luôn luôn là sống hướng theo những cái ân đức đấy, và mình sẽ trở thành một cái người có đức hạnh và có trí tuệ, để giống như là mình bắt chước những cái đức hạnh và trí tuệ của Phật, và những cái tâm thiện và những cái thiện nghiệp nó sẽ phát triển theo sau.
cũng là cái cách niệm ân Đức Phật. Và cái giáo pháp mà thời Đức Phật dạy cái cách niệm ân Đức Phật là như vậy, tức là niệm những cái ân đức của Đức Phật. Và Đức Phật không có khi nào dạy là một người niệm để tên Đức Phật. Bây giờ những người hành giả nào mà hành thiền tịnh độ thì mình thử so sánh cái cách niệm Phật, cái cách niệm Phật tịnh độ thời nay với cái cách niệm Phật về cái ân Đức Phật mà thời Đức Phật thời xưa, nó có cái sự khác nhau. Và như thời nay nói rằng niệm Phật là pháp môn dễ nhất ai cũng có thể thực hành được. Nhưng mà thời Đức Phật mình sẽ thấy rằng là niệm Phật không phải là dễ. Bây giờ mình thử niệm một ân Đức Phật xem cái tâm của mình, cái trí của mình có hiểu được, thấu suốt được cái ân đức đấy không? Cái ân đức của Phật, ví dụ một cái ân đức là A-la-hán, Đức Phật là một bậc ứng cúng. Và nếu như mình mà không có hiểu, mình chỉ niệm trên khái niệm không thì nó không có đạt được nhân tâm với cái hành giả niệm Phật. Hành giả niệm Phật mà không thể nào mà đạt được sự nhất tâm trên cái niệm ân Đức Phật. Còn cái thời mà Đức Phật còn tại thế, có một vị thiên nam tử có một cái lòng ngưỡng mộ Đức Phật, vì đó suốt ngày chỉ muốn chăm chiêm ngưỡng Đức Phật. Và Đức Phật đi đến đâu vị đó cũng theo đấy, và vị đó cũng đi xuất gia trở thành tỳ kheo. Khi thành tỳ kheo rồi, vị đó không có thực hành tu tập tới định tuệ, mà suốt ngày chỉ đi ngồi một chỗ và ngắm cái hình dung của Đức Phật. Thì Đức Phật một lần đã gọi vị đó lại của trách rằng là ngươi việc gì cứ phải ngắm nhìn cái xác thân hôi thối của ta, mà người nào thấy pháp là người đó thấy ta. Nếu mà ngươi muốn thấy ta thì ngươi hãy cứ thực hành pháp, thực hành pháp thì sẽ thấy được ta. Tức là nhìn ngắm cái thân của Đức Phật hay là tưởng thì cũng giống như là một người luôn luôn tưởng nhớ đến cái tên của Đức Phật, nó không có cái ý nghĩa gì trong đấy, không có ý nghĩa gì. Mà mình cần phải thực hành cái sự tu tập về giới định tuệ để mà chứng ngộ được cái giáo pháp bất tử, giáo pháp giải thoát, mình mới gọi là thấy được Phật. Thấy được Phật đó mới là cái pháp cao thượng. Thì nhưng mà mình niệm cái ân Đức Phật, mình mà niệm Phật ấy, một người thực hành niệm Phật, nếu mà mình mà cứ tưởng nhớ đến ân Đức Phật thì cái trí tuệ của mình nó sẽ tăng trưởng. Nhưng mà nếu mà cũng cái câu niệm Phật đấy mà cái tâm của mình mà vọng tưởng mong cầu một cái điều gì đó, một cái điều gì đó thì nó sẽ trở thành tà niệm. Tà niệm khi nào ví dụ cái tâm của mình mong cầu là, hay là mình có một cái hiểu sai là niệm Phật sẽ Phật nghe được cái câu niệm đấy, nên mình chỉ cần tưởng vậy thôi là cái tâm nó đã bị bất thiện rồi. Đó là tức là cái tâm tà kiến hiểu sai, thì Đức Phật không có nghe cái câu niệm, mà mình phải cái tâm của mình niệm là để cho nó tự nó động, nó thanh tịnh, để cho các cái ân đức của Đức Phật và các cái trí tuệ của Đức Phật, cái trí tuệ của mình nó thể nhận, nó thấm nhuần những cái ân đức và trí tuệ đấy của Đức Phật thì mình mới có lợi ích. Và khi mà Đức Phật còn tại thế thì các đệ tử cũng chỉ thường khi mà có một cái việc gì đến yết kiến Đức Phật, trình thưa Đức Phật thì phải trình bằng những cái câu rất là cung kính và tôn trọng Đức Phật, đó là bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thiện Thế, bạch Đức Điều Ngự, bạch Đức. Đấy là thể hiện cái sự tôn trọng và cung kính với Đức Phật, chứ không ai dám đến gọi là bạch Đức Thích Ca Mâu Ni. Đấy là cái sự tôn trọng, tức là mình sẽ không gọi đến tên Đức Phật. Có như trong tất cả trong các kinh điển vậy, không có vị đệ tử nào dám đến gọi Đức Phật là bạch Đức Thích Ca Mâu Ni, bạch Đức Thích Ca Mâu Ni, không có ai như thế. Thế thì còn những cái người ngoại đạo, người ta đến thì người ta không có gọi là bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thiện Thế hay là bạch Đức Điều Ngự, thì người ta gọi là tôn giả hay là Sa môn Gotama. Gotama là cái tên họ của Đức Phật. Và là có một số người là người ngoại đạo không phải đệ tử của Đức Phật thì người ta sẽ gọi tên Phật như là Sa môn Gotama hoặc là Sa môn Thích Tử hoặc Gotama. Đấy là người ta gọi đến cái tên họ của Đức Phật. Còn cái tên cúng cơm của Đức Phật, cái tên gọi là tên quý của Đức Phật gọi là Thích Ca Mâu Ni, thì Đức Phật là một bậc rất là đáng trân trọng, đáng tôn trọng, đáng cung kính. Thì các đệ tử của Đức Phật không bao giờ dám gọi đến cái tên trực tiếp của Đức Phật. Và các hàng ngoại đạo người ta cũng vẫn phần tôn trọng Đức Phật, người ta chỉ dám gọi đến cái tên họ của Đức Phật, tức là Sa môn Gotama, hoặc là vị ấy là Sa môn Thích Tử, là thuộc dòng họ Thích và đã từ bỏ ngôi vàng và đi xuất gia, chứ không ai người ta dám gọi trực tiếp là Sa môn Thích Ca Mâu Ni.
Thì đấy là một cái sự, tức là một cái sự tôn trọng và cung kính đối với một vị thầy. Thì người đệ tử không bao giờ dám gọi đến tên vị thầy này, không bao giờ dám gọi tên vị thầy, vì gọi tên vị thầy nó là một cái sự bất kính. Ví dụ trong một đất nước có một ông vua, nhưng một ông vua, ví dụ ông vua này ông tên là vua Trần Nhân Tông, thì tất cả những bậc quần thần bề tôi thì không bao giờ ai dám khi mà vào yết kiến vua mà dám yết kiến là thưa ngài Trần Nhân Tông, thưa ngài Trần Nhân Tông, mà lúc nào cũng phải yết kiến là bệ hạ, hoàng thượng, hoàng thượng hoặc là đại vương, hoặc là những cái người rất là cung kính, không dám gọi tên của cái vị đó. Cũng như là một trong gia đình thì người cha, người ông thì những người con cháu cũng không dám gọi đến tên. Thì cái thời Đức Phật, cái tên của Đức Phật không ai dám gọi hết, không ai dám gọi ra cái tên Đức Phật, mà chỉ có niệm gọi đến cái ân đức của Đức Phật, tức là gọi đến những cái đức hạnh cao thượng của Đức Phật, cao thượng của Đức Phật. Vậy thì cái người niệm ân Đức Phật mới là cái người có cái tâm cung tôn kính, thì cái lòng tôn kính của đức mình nó mới thể hiện được cái lòng tôn kính. Tôn kính đó là mình là cung kính Đức Phật và mình niệm đến những cái ân đức của Phật. Và trong cái lúc niệm ân đức Phật, mình phải tưởng nhớ được đến những cái ân đức, cái đức hạnh và cái trí tuệ của Đức Phật. Thì cái sự niệm ân đức Phật đấy nó mới sinh khởi cái tâm cung kính, tức là cái tâm cung kính của Phật, cái tâm cung kính của mình đối với một bậc chánh đẳng giác cao thượng, nó sẽ sinh khởi trong cái lúc niệm ân đức Phật đấy. Và cái trí tuệ của mình hiểu rõ về ân đức Phật, và mình sẽ đạt được đến cái mức định gọi là cận hành định. Thì cái thiền niệm ân đức Phật không phải là cái pháp môn có thể đi đến giải thoát được, vì chỉ là một pháp môn thiền định và đạt đến đích cận hành. Và bởi vì khi mà niệm ân đức Phật, cái tâm của mình cần phải phân tích và suy luận rất nhiều đối tượng. Tức là lúc đấy mình có cái đối tượng là hình ảnh Đức Phật, có cái đối tượng đó là những cái ân đức của Phật, tức là có rất nhiều những cái ân đức, và mình cần phải phân biệt nhiều cái ân đức đấy. Cho nên cái tâm nó không có một đối tượng nên nó không đi vào cái định thâm sâu được, và chỉ đạt được ở cái mức độ là cận hành định. Và cái định cận hành chỉ là một cái pháp môn tùy niệm làm cho một cái người có cái tâm niệm ân đức Phật, để có cái lòng cung kính Phật mạnh mẽ hơn, tức là những cái tâm đại thiện dục giới mạnh mẽ, cái tâm cung kính Phật, và mình sẽ có được một cái niềm tin đúng, tức là niềm tin vào một bậc cao thượng. Và từ cái niềm tin đúng đấy sẽ có được những cái chánh kiến cao thượng hơn. Okay. Và mình sẽ gieo, cái người niệm ân đức Phật sẽ gieo vào trong tâm thức mình có một cái chủng tử, đó là không bao giờ mình bị rơi vào những cái tà kiến, những cái đi không bao giờ mình còn tin vào những cái điều mê tín, những cái nơi, tức là cái đức tin của mình đã tin vào một bậc cao thượng rồi, mình không còn tin vào những cái thần tha lực, thần quyền, tức là những cái nơi cao thấp, những cái nơi mà hạ nhiệt hơn, thấp kém hơn, tức là những cái bậc gọi là thiên thần hơn khác, mà mình chỉ có đức tin vào nơi Đức Phật. Và khi mà một người niệm ân Đức Phật mạnh mẽ thì trong đời này và những cái đời sau thì mình vẫn có những cái đức tin đấy. Như là nhiều người ta chỉ nghe đến tên của Đức Phật là người ta đã phát được cái tín tâm, là người ta đã phát được cái tâm tầm cầu, muốn tầm cái đạo giải thoát. Đó là người có cái trồng cái nhân, đó là niệm ân Đức Phật nhiều. Và cũng có những người khi mà người ta gặp Phật rồi, người ta thấy tướng mạo của Đức Phật, nghe đến danh hiệu Đức Phật, người ta vẫn chưa đầy đủ đức tin, và sau đó người ta cần phải nghe được giáo pháp của Đức Phật, họ mới có đức tin. Thì cái người này là do người ta niệm pháp nhiều, người ta học về giáo pháp và người ta tưởng nhớ đến giáo pháp nhiều hơn là niệm Phật. Và cũng có những cái người mà nghe pháp rồi người ta vẫn chưa có pháp khởi cái đức tin, chưa sẵn sàng thực hành giáo pháp, mà khi người ta sống chung với chư tăng, còn là người ta thấy được những cái đức hạnh của chư tăng rồi người ta mới phát khởi cái đức tin, thì đó lại là cái người mà có cái ân đức gọi là niệm tăng. Thì niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng, tức là có cả ba cái pháp môn đấy. Một người có thể niệm đến cái giáo pháp của Đức Phật, hay là một người cũng có thể lấy cái đối tượng là chư tăng, hay làm cái đối tượng để niệm ân đức tăng, ân đức Phật, ân đức pháp và ân đức tăng. Thì cái người mà niệm ân đức Phật ấy, thì cái người đấy khi mà cung kính đảnh lễ Phật sẽ có một cái phước, gọi là cái tâm cung kính hợp với trí tuệ. Như là mình cung kính một bức phượng tượng
Phật bằng đá. Một bức tượng Phật bằng đá thì cái bức tượng đấy chỉ là một bức tượng đá mà thôi. Nhưng mà mình đảnh lễ không phải là mình đảnh lễ cái, không phải là mình đảnh lễ cái bức tượng bằng đá đấy, tức là mình không phải đảnh lễ cái hòn đá đấy. Mà cái lúc mình cung kính, mình đảnh lễ là mình, cái tâm của mình phải tưởng nhớ đến các cái ân đức của Phật, giống như mình đang cung kính và đảnh lễ Phật thật sự. Thì mỗi một cái lần mình có cung kính, có đảnh lễ Đức Phật ấy, thì cái tâm của mình nó mới khởi lên được một cái tâm cung kính và có cái trí tuệ ở trong đấy. Cái tâm cung kính hợp với trí tuệ. Chứ mình không có nghĩ rằng có một cái vị thần linh cao siêu, quyền năng cao thượng nào đã ẩn núp ở trong cái pho tượng đá đấy. Đấy là những cái, nếu mình mà có cái tư tưởng như vậy, mình nghĩ là có cái năng lực gì đó siêu nhiên, có cái thần lực gì đó nằm ở trong cái pho tượng bằng đá này, rồi mình đảnh lễ cầu mong cái vị đó sẽ ban phát những cái điều mong cầu của mình, thì cái lúc đấy là cái tâm cung kính của mình, nhưng mà nó lý trí, nó còn cái trí tuệ nữa. Còn cái người mà có cái niệm ân Đức Phật rồi, sau đó mình có mỗi một lần mình đảnh lễ Đức Phật, thì cái tâm của mình nó tưởng nhớ đến các cái ân đức của Phật, thì những cái tâm đó gọi là cái thiện tâm cung kính và nó hợp với trí tuệ. Và đó mình sẽ tạo nên được rất là nhiều nhiều những cái thiện nghiệp, những cái thiện nghiệp dục giới này, những cái thiện nghiệp về cung kính, mà mình cung kính Phật hàng ngày, mình đảnh lễ Phật hàng ngày, mình niệm Phật hàng ngày. Nhưng nó có cái sự hiểu biết tường tận về các ân đức của Đức Phật thì mình sẽ được cộng thêm một cái thiện nghiệp và cái trí tuệ của mình nữa. Khi mà một người chết đi với cái tâm cận tử ấy, nếu như mình chưa chứng đắc những cái pháp thiền cao siêu, mình có thể bắt một cái cảnh dục giới ở thế gian. Và nếu như mình là một cái người thường xuyên đảnh lễ Phật, cung kính, cúng dường hương hoa đến Đức Phật rồi, và lúc đấy cái tâm cận tử của mình bắt đến cái hình tượng cuối cùng, đó là cái hình ảnh Đức Phật, có thể là cái hình ảnh bằng một cái pho tượng Phật hay bức tranh Phật, và mình đang có một cái tâm cung kính Phật. Và cái lúc đấy cái tâm cung kính Phật ấy, mình bắt cái hình tượng Đức Phật đấy, và mình có cái tâm hiểu về các cái ân đức của Đức Phật nữa, thì mình sẽ đi tái sinh với cái tâm tục sinh, nó có trí tuệ đi kèm theo. Nếu mà cái chúng sinh nào mà đi tái sinh với một cái tâm tử, mình bắt cái hình ảnh là một cái thiện nghiệp như là cung kính, đảnh lễ Phật hay niệm Phật, và nó kèm theo trí tuệ, thì kiếp sau mình sinh ra ở cõi người hoặc là ở cõi trời, mình sẽ là một cái chúng sinh có đầy đủ tam nhân, tức là một chúng sinh vô tham, vô sân, vô si. Ngay từ cái tâm tục sinh nó đã có tam nhân rồi. Thì nếu như là ở cõi người hay cõi trời mà mình gặp được giáo pháp, mình tu tập giáo pháp, thì cái người tam nhân đấy sẽ đắc được, chứng đắc được các cái tầng thiền. Người tam nhân đấy có thể đắc được thiền thông và đạo quả. Hay là mình là một chư thiên, mà là chư thiên cũng thế, cũng có chư thiên nhị nhân và chư thiên tam nhân, có người vô nhân, nhị nhân, tam nhân. Thì những người vô nhân và nhị nhân thì có tu tập ở kiếp này, mình chỉ tạo duyên cho kiếp sau, mình không thể đắc thiền được trong kiếp này, không thể nào đắc được đạo quả trong kiếp này. Và một vị chư thiên cũng vậy, chư thiên cũng có chư thiên vô nhân, nhị nhân và tam nhân. Chư thiên và vô nhân, nhị nhân thì dù có gặp Phật ra đời, dù có nghe giáo pháp cũng không có giác ngộ được, dù tu tập cũng không có giác ngộ được. Và chỉ những cái hàng chư thiên và tam nhân thì chỉ có thể chỉ nghe Phật thuyết pháp, các cái vị chư thiên đó đều có thể giác ngộ được, đều có thể giác ngộ được giáo pháp, chứng đắc được đạo quả. Nếu mà sinh ra làm chư thiên có một cái trí tuệ rất là lành lợi, nếu mà cái tâm tục sinh nó có trí tuệ đi kèm, thì cái chúng sinh đó và có cái trí tuệ lành lợi và có thể chứng ngộ pháp một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng. Vì vậy cái một người Phật tử thì cái sự cung kính đảnh lễ và niệm Phật là cái là những cái sinh hoạt hàng ngày của mình, cần phải thực hành thêm cái pháp gọi là niệm ân Đức Phật, niệm từng cái ân đức của Đức Phật, và cần phải học thêm nhiều những cái giáo pháp tán thán ca ngợi nhiều cái ân đức của Đức Phật nữa. Và mỗi một khi mình cung kính đảnh lễ hay niệm Phật thì mình đều hiểu rõ các cái ân đức của Đức Phật, và mình đó cũng sẽ là một cái trợ duyên thù thắng trên cái con đường tu tập đi đến giải thoát của mình. Okay. Và hôm nay sự chia sẻ về cái pháp niệm ân Đức Phật với các thiền sinh.
hỏi về tiền, hỏi về bên đây tiền, hỏi về bên đây mình tiền thế nào, hoặc là ai có thắc mắc gì về tiền, cần hỏi cái gì, đang tiền có trở ngại gì, có những tiến bộ gì. Thank you.